em đang ăn cơm bên cửa khẩu Thanh Thủy. Đây, mấy anh em lái xe công kẹt xe chuyến cuối năm, chuyến Tết. Bằng những gương mặt thân quen không? Đổi tên gì? Tôi lâu quen cái miệng rồi. Linh không biết gì chính trị hết trơn á. Mày biết làm thơ rồi. Thi sĩ hả? Thi sĩ hả? Giờ lỡ quen miệng rồi giờ sao? Đây chắc được nồng mà anh em làm băng như giao lưu. Đây là bữa nay là 24 rồi đó, còn 3 ngày nữa rồi đó. Tết thế này. Đối với người ta thì cái Tết tính rất gần, nhưng mà đối với anh em chúng tôi thì cái Tết còn xa ngàn cây số. YouTube luôn nha. Đây luôn á. Trung Quốc hiện tại giờ này nè, đang xếp là kẹt xe ở đây đúng không? Không, đây là cảnh anh em lái xe nơi xuống rồi. Người đó. Nhiêu tuổi rồi? Cái đó là tự hào về dân tộc. Bố già năm nay nhiêu tuổi rồi? Mới 51 à. Trẻ mà. Là tóc bạc hết rồi. Chạy xe lâu năm quá tóc bạc hết. Tự hào quá luôn. Tự hào nghe ơi. Lấy xe này là chắc chắn là bây giờ gọi ông đi ra, ông tóc bạc á. Ông đoàn nghi của đức là bữa cơm rất là đạm bạc của anh em quay xe. Anh em gặp nhau rồi quý mến lắm á. Vô đời Hùng Đen là chỉ có cái chết với chi địa cho đây anh Hoàng. Anh này là anh Hoàng vui vẻ. Hoàng Gà Tre thì danh là Gà Tre. Ông Thắng, ông Thắng cái cho tuấn nó quay chưa quay ra ông Thắng lên ông thấy luôn á. Sếp của anh thông cảm, giờ đang ở bên mẹ nghỉ mà, giờ nghỉ mà.